Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 8, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri phường 1 và phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại Hướng Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2016-2021 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường 1 và phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà. Tham gia buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Hà. Tại phường 1, các cử tri đã bày tỏ kiến nghị về các nội dung cần giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường về hè để buôn bán kinh doanh trên các tuyến phố chính, mong muốn nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước ở khu phố 5 và khu phố 9. Đối với vấn đề thu thuế, cử tri yêu cầu chính quyền cần đảm bảo chính xác trong việc thu thuế đất của người dân. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phát biểu, chia sẻ một số vấn đề cử tri quan tâm, đặc biệt là về vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước tại khu dân cư, động viên cử tri hiểu và tin tưởng hơn các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nỗ lực cùng chính quyền các cấp tham gia xây dựng thành phố Đông Hà phát triển. Đồng chí cũng yêu cầu thành phố Đông Hà trong thời gian tới phải nhanh chóng xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách gặp nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố. Tại phường Đông Thanh, cử tri mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, nhất là những dự án sản xuất công nghệ cao. Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho địa phương được tỉnh và thành phố quan tâm. Tuy nhiên, trong công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số vướng mắc chưa được nhân dân đồng thuận, nhất là dự án hai đầu cầu sông Hiếu, làm ảnh hưởng đến tiến độ của công trình. Quan tâm giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người có công, nhất là đối với dân công hỏa tuyến. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề khác liên quan, mong muốn Hội đồng Nhân dân, chính quyền các cấp cùng các ban ngành liên quan quan tâm giải quyết, góp phần đảm bảo cuộc sống cho người dân. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, thay mặt đoàn đại biểu đã giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm như vấn đề nước sạch sinh hoạt. Đây là thực trạng chung không chỉ ở phường Đông Thanh mà còn có ở một số phường khác trên địa bàn thành phố. Về thực trạng này, ngành cấp trên đã yêu cầu đơn vị liên quan báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh và đề xuất các phương án xử lý. Về một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dự án hai đầu cầu sông Hiếu, công trình được triển khai sớm, một thời gian bị gián đoạn do nguồn đầu tư nên ảnh hưởng đến tiến độ so với ban đầu. Tuy nhiên, chủ trương chính sách vẫn giữ nguyên. Cụ thể, đối với các hộ gương mẫu chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng sớm sẽ được hỗ trợ một khoản tiền nhất định. Tuy nhiên, do việc làm thủ tục chậm nên việc giải quyết chi trả cho các hộ chưa kịp thời. Dự kiến trong những ngày tới, sau khi các cơ quan chuyên môn hoàn thiện xong hồ sơ công nhận các hộ đi tiên phong sẽ chuyển sang Sở Giao thông Vận tải để chi trả cho những người được hưởng. Đảng và Nhà nước không bao giờ được phép quên những người có công. Tuy nhiên, làm hồ sơ kháng chiến thì bà con biết nó cũng có nhiều thông tư, nhiều nghị định hướng dẫn. Ai đảm bảo đủ các điều kiện đó thì mới làm được. Và làm cái đó thì báo cáo bà con là nó đã phải mất thời gian và phải hơn ai hết người trong gia đình thì mới biết được người thân của mình hy sinh ngày nào, đi chiến đấu ở đâu, mặt trận nào, hồ sơ còn ai, bác nào. Thì tôi đề nghị là trước hết bản thân gia đình phải tìm đầy đủ các cái nhân chứng và sau đó gửi đến cơ quan có thẩm quyền, đó là Ủy ban Nhân phường, đó là Phòng Lao động Thương binh Xã hội, là Sở Lao động Thương binh Xã hội để các cơ quan này làm đúng quy định. Riêng các nội dung ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp trên sẽ được đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, nghiên cứu, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết trong thời gian sớm nhất. Sáng nay, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rông về tình hình triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo nghị quyết 30A của Chính phủ trong năm 2016-2017. Thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo nghị quyết 30A của Chính phủ trong hai năm 2016 và 2017, huyện Đắk Rông được hỗ trợ hơn 70,6 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp, vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, vốn duy tu bảo dưỡng. Bằng nguồn hỗ trợ này, huyện đã triển khai các chương trình hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi mới theo nhu cầu của người dân, phù hợp với quy hoạch của địa phương.
xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ các chương trình khác như khoán chăm sóc bảo vệ rừng, hỗ trợ về giáo dục đào tạo, tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và cận nghèo, đối tượng học sinh, sinh viên, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Về giải ngân vốn năm 2017, đến nay đã đạt hơn 48% kế hoạch. Đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong năm 2017, rà soát và đánh giá lại công tác giảm nghèo từ xã cho đến huyện. Trong công tác đào tạo nghề, tránh đào tạo tràn lan mà phải trọng tâm, trọng điểm và đào tạo phải gắn với giải quyết việc làm. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chính sách xuất khẩu lao động, chấp hành pháp luật của các nước tiếp nhận lao động. Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Cờ Rông và Viettel Quảng Trị cần bàn bạc, thống nhất danh mục đầu tư trong thời gian tới, xem xét lồng ghép các nguồn lực để phát huy hiệu quả đầu tư, tăng cường kiểm tra giám sát, thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo. Cam kết thực hiện thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại, hướng đến mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện các tiêu chí về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đòi hỏi chất lượng ngày càng cao hơn. Sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong Đảng bộ Quân sự tỉnh. Tham dự có Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Quán triệt sâu sắc nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 của Ban Chấp hành Trung ương và chương trình hành động số 220 ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Quân ủy Trung ương. Trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm và chiến sách cán bộ. Quá trình tổ chức triển khai luôn dựa trên nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, trung thực, đúng quy trình, quy chế, tiêu chí và yêu cầu đặt ra. Công tác quản lý cán bộ cũng được đổi mới theo hướng mở rộng, dân chủ, phân cấp rõ ràng. Vì vậy, đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị có sự chuyển biến tích cực về số lượng, chất lượng và có cơ cấu hợp lý, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghiêm túc đánh giá những kết quả đã đạt được trong triển khai tổ chức thực hiện công tác cán bộ những năm qua, hội nghị cũng đã chỉ rõ những mặt còn hạn chế, nguyên nhân, ưu khuyết điểm và bài học kinh nghiệm cùng chủ trương giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa chiến lược cán bộ trong giai đoạn mới. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, sáng nay tiến hành giám sát tình hình và kết quả thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa đã thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp bộ máy phòng ban đơn vị theo hướng tinh gọn hiệu quả, rà soát, sắp xếp bố trí cán bộ công chức theo đúng vị trí việc làm và chỉ tiêu kế hoạch được giao. Hiện tổng số biên chế huyện đang quản lý sử dụng là 628 cán bộ công chức, 1.811 viên chức, hợp đồng theo quy định 68-2000-NDCP 3 người, hợp đồng lao động khác 30 người. Trong 2 năm 2015 và 2016 đạt tinh giản 20 cán bộ công chức viên chức đạt kế hoạch đề ra. Kế hoạch năm 2017 tiếp tục tinh giản 11 trường hợp khác. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị huyện tiếp tục chủ trọng tinh giản biên chế, đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Những kiến nghị đề xuất của huyện, đoàn giám sát sẽ ghi nhận và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Hải Lăng tổ chức gặp mặt em Phan Đăng Nhật Minh, học sinh chuẩn bị dự chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm 2017. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. Tại lễ gặp mặt, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện lãnh đạo huyện Hải Lăng và các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường đã chúc mừng Phan Đăng Nhật Minh, học sinh lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Hải Lăng tham dự chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm 2017, đồng thời mong em bình tĩnh, tự tin đạt điểm cao và giành chiến thắng trong trận chung kết này. Đây là vinh dự tự hào và niềm phấn khởi không chỉ của Phan Đăng Nhật Minh mà còn của trường Trung học phổ thông Hải Lăng và tỉnh Quảng Trị. Tại lễ gặp mặt, Phan Đăng Nhật Minh đã cảm ơn và mong mọi người ủng hộ và cổ vũ hơn nữa để tự tin trong trận chung kết sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua hàng ngàn học sinh miền núi Hướng Hóa đã tập trung về các trường trên địa bàn. Tuy vẫn còn đó những khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống thường ngày, nhưng tất cả cũng không ngăn được bước chân các em nô nức tưng bừng về tiểu trường chuẩn bị cho một năm học mới, ghi nhận tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.
Năm nay, con trai chị Hồ Thị Loan khóm 6 thị trấn Khe Sơn vào lớp 1. Ngày đầu tiên con đến trường, chị Loan đã dậy rất sớm, chuẩn bị chu đáo để cùng con tới trường. Tuy gia đình trong con còn nhiều thiếu thốn, nhưng với chị, việc học hành luôn được đặt lên hàng đầu. Như bao phụ huynh khác trong bản, chị Loan cũng vui mừng phấn khởi cùng con em trong không khí tức bừng, hào hức của ngày tới trường. Năm nay con tôi bước vào lớp 1. Mặc dù gia đình con gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cho con được đến trường, đến lớp, được học chữ. Trên khắp những nẻo đường, các em học sinh trong tà áo mới nô nức đến trường. Đâu đâu cũng tràn ngập không khí hào hứng, phấn khởi khi được quay trở lại trường lớp sau kỳ nghỉ hè. Ngay trong buổi sáng nhập trường, các em học sinh được phân chia lớp, phân công giáo viên chủ nhiệm và thông báo ngày học chính thức, ngày khai giảng. Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường. Em rất là vui vì được gặp lại các bạn và được gặp lại thầy cô. Sắp tới em sẽ được học những bài học rất là thú vị, được các cô giảng dạy. Em rất là hào hứng được học ngày hôm nay ạ. Công tác chuẩn bị của nhà trường đến hiện tại là đã chuẩn bị 27 phòng, đủ cho 27 lớp. Và đội ngũ đến hôm nay thì toàn trường là có 49, đội ngũ là đủ, đảm bảo. Và công tác chuẩn bị cho ngày toàn dân đến đoàn trường, trường học thân thiện đã chuẩn bị rất là tốt về cảnh quan môi trường, trang băng rôn khẩu hiệu để chuẩn bị rất tốt và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018. Toàn huyện Hương Hóa có 70 trường, trung tâm giáo dục thường xuyên. Nhờ làm tốt công tác huy động học sinh đến trường năm học 2017-2018, toàn huyện có hơn 17.000 học sinh. Tỷ lệ huy động cấp mầm non đạt trên 95%, cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên 99%. Đặc biệt, huyện Hương Hóa đang tích cực chủ động xây dựng hệ thống trường lớp khang trang, đáp ứng đầy đủ điều kiện dạy và học trong năm học mới. Xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng là địa phương chuyên độc canh về cây lúa. Nhờ chú trọng đến chất lượng các bộ giống lúa và tích cực khảo nghiệm các bộ giống lúa mới nhằm thay thế cho những bộ giống lúa cũ bị thoái hóa, nên Hải Hòa vẫn giữ được ổn định tổng sản lượng lúa hàng năm, trong khi năng suất và chất lượng lúa trên một đơn vị diện tích năm sao đều tăng hơn so với năm trước. Với tổng diện tích ruộng là 635 ha, mỗi năm người nông dân ở Hải Hòa gieo cấy 2 vụ. Vụ đông xuân bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 5 và vụ hè thu từ tháng 6 đến tháng 8. Năng suất cây lúa của Hải Hòa đạt xấp xỉ 69 tạ trên 1 hecta, tổng sản lượng hàng năm đạt 9.000 tấn, trị giá khoảng 54 tỷ đồng. Để giữ ổn định sản lượng lúa và không ngừng nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, cùng với quá trình cơ giới hóa đồng ruộng, chủ động về nguồn nước tưới tiêu, vật tư phân bón, thuốc trừ sâu và kỹ thuật thăm canh, chính quyền và người dân xã Hải Hòa luôn xác định chất lượng giống lúa là yếu tố quan trọng để tạo nên những vụ mùa bội thu. Đặc thù của Hải Hòa là một vùng trũng phải nói là thấp và độc canh cây lúa. Thì hàng năm khâu của hợp tác xã là chủ trọng đến giống cây trồng và biện pháp thăm canh. Phải nói rằng trong giống cây trồng là chọn những loài giống tốt, ít nhiễm sâu bệnh và đặc thù là thời vụ phải kịp thời. Từ nhiều năm nay, Hải Hòa nói riêng và các xã thâm canh cây lúa của Hải Lăng nói chung chủ yếu sử dụng bộ giống lúa 3548, ngoài ra còn có giống HT1, HC95, HN6. Tuy nhiên, do bộ giống lúa 3548 được đưa vào sản xuất đại trà từ năm 2009 đến nay đã bắt đầu bị thoái hóa, khả năng kháng chịu sâu bệnh và thời tiết bị hạn chế. Trước thực tế trên, được sự hỗ trợ từ Công ty Cổ phần giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế, Hợp tác xã An Thơ của xã Hải Hòa đã đưa vào khảo nghiệm bộ giống lúa mới KH1. Đây là giống lúa cảm ơn, gieo cấy được cả hai vụ. Vụ đông xuân gieo xạ với thời gian sinh trưởng 120 ngày, vụ hè thu gieo xạ với thời gian 95 ngày. Năng suất đạt từ 70 đến 75 tạ trên 1 hecta và nếu thâm canh tốt có thể đạt 80 tạ 1 hecta. Các hộ chúng tôi làm cái vụ hè thu 2007 nên để làm cái giống khảo nghiệm KH1. Chúng tôi thấy nhiều cái ưu điểm. Cái ưu điểm thứ nhất của nó trong vụ hè thu này là cây cứng, lá đứng thẳng, chống độ ngã cao, tỷ lệ vào chắc là rất đạt, hết 98%. Bà con nông dân là đánh giá tốt. Với góc độ kỹ thuật thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi trong thời gian tới để có đánh giá thêm. Vì mới qua một vụ thì tuy nhiên chúng tôi thấy đây là một cái giống tương đối phù hợp với cái chân đất tại Hải Hòa.
Như vậy, bộ giống lúa KH1 cho thấy có triển vọng để thay thế dần những bộ giống lúa cũ đã bị thoái hóa. Vì giống lúa KH1 có ưu điểm không chỉ cho năng suất cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh, thời tiết, chịu thâm canh, phạm vi thích ứng rộng và đặc biệt có khả năng chống độ rất tốt, nên rất phù hợp với những khu vực ruộng đồng thấp trũng và hay bị ngập. Sáng nay, Trại giam Nghĩa An Tổng cục 8 Bộ Công an đã tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ tư năm 2017. Hội nghị có sự tham gia của gần 150 thân nhân của 70 phạm nhân có quá trình cải tạo, ý thức rèn luyện tốt trong thời gian qua. Các gia đình phạm nhân đã được nghe ban giám thị Trại giam Nghĩa An báo cáo kết quả công tác giáo dục và thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, công tác tổ chức lao động, học nghề, xây dựng môi trường cải tạo, kết quả xếp loại thi đua của 70 phạm nhân sau 6 tháng đầu năm. Ban giám thị Trại giam Nghĩa An cũng đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các phạm nhân và thân nhân của người đang bị cải tạo để thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong quản lý, giáo dục phạm nhân sớm hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Đến đây, chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.